Hôm nay là hai mươi mấy rồi con nhỉ? Dạ, hôm nay 21 rồi ông ạ. Vàng mã quần áo cho ông Táo, con đã sắm sửa trong cả rồi đấy ạ. Còn chu đáo như thế là tốt. À. Thế này là sắp đi lấy chồng được rồi đấy. Ông, ai mà lấy con ạ? Ông xin lỗi con. Đúng là bụt chùa nhà không thiêng. Nhà mình mấy đời làm thuốc cứu người. Vậy mà đến đứa cháu của mình lại không chữa được. Kìa ông, sao tự nhiên ông lại nhắc chuyện này ạ? À? Con có trách gì ông đâu. Ông chỉ tự trách ông thôi. Chỉ e rằng Sao ạ? À? ông thấy mấy ngày hôm nay không khí có vẻ âm u, đất trời có vẻ không thuận, chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì đây.